Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Bếp Việt xin chia sẻ với các bạn món bánh tạt trứng. Và để làm món bánh tạt trứng thì mình có hai nguyên liệu, thứ nhất là vỏ trứng và thứ hai là vỏ bánh, thứ hai là nhân bánh ha. Ở đây là mình có phần vỏ bánh nè. Vỏ bánh này mình mua làm sẵn. Một cái cây như vậy là 15 cái. Đây là phần vỏ bánh ha. Mình để trong ngăn đá tủ lạnh, bây giờ mình sẽ để ra ngoài một xíu cho nó tan đá rồi mình làm nha. Rồi, đây là phần vỏ bánh, bánh tạt trứng. Và đây là phần nhân bánh. Để làm cho 15 cái bánh là ở đây mình dùng 2 hộp sữa tươi có đường, 3 cái lòng đỏ trứng gà, khoảng chừng 2 muỗng bột bắp, khoảng 2 muỗng nó khoảng chừng 10 gram á các bạn. Và 50 gram whipping cream, phần này sẽ cho cái phần trứng nhân của mình béo hơn, thơm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm phần nhân nha. Rồi các bạn ơi, đây là 15 cái đế bánh tát ha. Giờ mình lấy cái nĩa mình ấn vào ở gì nè, ở dưới đấy vậy nè, để chút xíu mình nướng cho nó phồng lên và nó chín đều nữa. Nướng cái đế trước nha. Mình nướng, mình set ở nhiệt độ 180 và mình nướng khoảng chừng 10 đến 15 phút cho cái phần đế của mình nó vừa giòn tới, sau đó mình mới cho nhân vào. Mình nướng cái đế chín trước. Và em sẽ nướng bánh này bằng nồi chiên không dầu ha. Em set nhiệt độ 180 và mình bật 10 phút nha, rồi sau đó mình kiểm tra lại. Các bạn ơi, bánh mình nướng được 10 phút ha. Phần đế bánh vàng ươm rồi nè. Ui da, nóng quá. Mình lấy phần đế bánh ra ha. Rồi mình để cho nó nguội xíu, sau đó mình sẽ cho nhân vào mình nướng. Bạn ơi, vỏ bánh mình nướng vàng ươm lên rồi nè. Nó nở đều hết rồi ha, ngàn lớp luôn. Rồi giờ mình sẽ cho nhân vào ha. Các bạn có thể dùng cái túi bắt kem á, mình cho nhân vào cũng được. Hoặc là mình dùng cái muỗng, mình cho nhân ngập lên vậy nè. Sau đó thì mình cho vào trong lò mình nướng lại lần nữa với nhiệt độ 200 và khoảng chừng 2 đến 3 phút cho cái phần nhân thì nó khô và nó cháy xém là được rồi các bạn. Ngon nhất là cái phần vỏ ngoài giòn tan ha. Cái phần nhân bên trong béo ngậy của kem sữa tươi nè, của whipping cream nè, của trứng thơm mùi trứng nữa. Rồi giờ mình có hai cách ha. Một là mình sẽ rắc lên đây một vài cái phim vô mai sợi. Thì một chút xíu mình nướng xong nó sẽ kéo sợi. Cái phần này là phần biến tấu của em nha. Ở ngoài hàng người ta không có làm gì, người ta chỉ cho trứng, nhân kem trứng vào thôi. Còn em cho thêm vài cái sợi phô mai nữa. Nhìn chút xíu phần này nó cháy xém cạnh rất là thơm. Hoặc là nếu mà bạn nào ăn ngọt á, thì mình rắc lên trên đây một chút xíu đường. Đường nâu của các bạn, đường trắng cũng được. Chút xíu mình nướng thì phần cái đường này nè, nó vừa cháy xém xém vào, rất là thơm luôn. Đây là hai cách của em nè. Thì cái phần nhân của mình sẽ hấp dẫn hơn. Còn ở ngoài hàng thì người ta chỉ bán cho phần kem trứng vào vậy thôi. Và mình làm thì sẽ là phần nhân rất là nhiều, ngập luôn. Các bạn thử làm món bánh tart kem trứng thì thử nha, rất là thơm ngon. Làm theo thử như công thức của em đi, mình nướng bánh vỏ bánh trước rồi mình hãy cho nhân vào. Thì cái vỏ bánh vừa giòn luôn và nhân vừa ngon luôn, vì nhân mình đã làm trên bếp chín rồi. Và mình làm ở nhà thì mình cho nhân rất là nhiều. Rồi mình lần lượt mình sẽ cho hết nhân vào trong các bánh của mình nha. Bây giờ mình nướng lần 2 nha. Rồi mình xếp nhân xếp bánh vào và mình nướng lần thứ 2. Rồi mình xếp nhiệt độ 200, lần này mình sẽ nướng nhiệt độ cao và khoảng chừng 3 phút thôi cho cái phần bánh nó vừa vàng ở cái nhuận nhân á. Rồi sau khi mình nướng lại lần 2 5 phút các bạn. Đây nè, phần bánh của mình, phần nhân bánh á vừa xém trái cạnh ha. Phần trái cạnh này là phần phô mai đó. Giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Hơi nóng. Ồ, cái phần vỏ bánh giòn tan luôn. Mình chỉnh lại xíu. Các bạn ơi, món bánh trứng tart của mình xong rồi đây. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Chúc các bạn thành công với công thức làm món bánh này ha.